Hi, Bảy Rắn Xuân Lộc Đồng Nai xin mến chào các bạn nha. Bữa nay mình lại tiếp tục đi thăm bẫy các bạn ơi. Bữa nay mình quay lại cái điểm mà chó nó phá đó các bạn nè. Bữa nay mình sẽ thu ở khu vực này mình còn 4 cái các bạn. Mình sẽ thu 4 cái mình dời cái điểm khác nha các bạn. Với lại là tí xíu nữa mình sẽ quay lại cái điểm địa điểm mới. Địa điểm mà chưa chưa lên sóng bao giờ nha các bạn. Hy vọng là bữa nay mình sẽ trúng lớn. Và Bãi Rắn cũng xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Trong thời gian qua các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ cho kênh Bãi Rắn Xuân Lộc Đồng Nai của mình nha các bạn. Và mình cũng hy vọng và các bạn yêu mến và xem ủng hộ đăng ký like và chia sẻ cho mọi người cùng xem giúp mình các bạn nha. Bây giờ mình sẽ cũng gần tới cái bẫy rồi. Mình cũng xin mời các bạn cùng đồng hành với mình trong buổi thăm bẫy ngày hôm nay nha các bạn. Hy vọng bữa nay mình thăm bẫy sẽ giúp cho các bạn có một cái niềm vui thật là sảng khoái với những con rắn khủng và hồi hộp khi mình trải nghiệm bắt nó ra như thế này nha các bạn nha. Mình cũng hy vọng vậy thôi chứ mình cũng chưa 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 chắc chưa chắc được nha các bạn. Hồi hộp nói chung là mỗi lần đi là mỗi lần hồi hộp nha các bạn, cứ gần tới cái bẫy là hồi hộp. Ôi mệt, trưa nắng nha các bạn, khi nào mình đi thăm bẫy cũng nắng hết các bạn ơi. Thì công việc đó, mình phải làm xong hết công việc mình mới đi được. Bây giờ mình đi nghịch mặt trời nó hơi chói xíu. Bây giờ tới cái bẫy đầu tiên các bạn. Cái bẫy này là bẫy khổng lồ nè, mình cũng dời luôn các bạn nha. Có không có gì mình cũng dời nha các bạn. Hy vọng là khi dời là mình, trời ơi ai lấy ra coi các bạn ơi, cái bẫy mình ai lấy ra xem á. Thôi mà cũng được, người ta lấy ra xem nhưng mà người ta để lại cũng được các bạn nha. Tại cái bẫy mình nằm ở trong này nè, đó trong cho lúa nè các bạn nè. Giờ người ta lấy ra tôi giục ở đây nè. Rồi cũng cảm ơn cái người đã xem lấy ra, không biết là có rắn hay không mình cũng không biết nha các bạn. Chuột cũng không có nè các bạn nè, chuột không có, điều này chứng tỏ có vấn đề gì đó. Thôi mình cũng không có nói nhiều nha các bạn nha. Chuột không có, dấu tích không có, cái lồng này vẫn để lại. Điều này chứng tỏ mình cũng hơi nghi ngờ một tí xíu nhưng mà thôi, đã mất rồi thôi nha các bạn nha. À, mình tiếp tục đi cái mới các bạn. Trong đây mình có một cái nha các bạn, này giấu người ta vô nè các bạn nè, có giấu người vô nè. Không biết là cái bẫy mình còn tồn tại không. Rồi mất bẫy các bạn ơi. Đây là gần như có người tới lấy rồi các bạn nè, đó giấu bẫy đó mình vẫn còn nè, mà mất bẫy luôn rồi, chứng tỏ hết rồi đó. Mình không hiểu được, vô lý, càng ngày khu vực này cũng bị mất bẫy nó bó tay luôn. Hơi buồn. Mình tiếp tục quay lại cái điểm mà mình bắt con hổ mèo nha các bạn nha. Cái điểm đó là tính ra là ngày này là ngày thứ ba các bạn. Quá mệt. Gì đây? Trời ơi lại nữa các bạn ơi, con này nó bự gấp mấy lần con nó nữa chứ, con này bự kinh khủng luôn. À không, con nhỏ nhỏ này, con này bự kinh luôn. Sao đây con nhỏ mèo nhiều dữ vậy ta? Cái con này, cái lồng này nè các bạn nhớ không, mình bắt cái tập nó dính cái tập 69 á, mình để lại tới tập 71 mình mới bắt. Mà bữa nay mình bỏ vô cách đây chừng 3 ngày mình bỏ vô, bây giờ là dính một con hổ mèo khủng hoảng nữa các bạn nè. Con này rất to luôn á, con này phải trên nửa ký. Mà hổ mèo trên nửa ký là to lắm nha các bạn. Đây các bạn nè. Con này cực kỳ to luôn các bạn nè. Kỳ dữ đó, một này con mèo không vậy nè. Vô nó ăn, nó không ăn con chuột luôn, nó ăn chuột ra các bạn, ăn chuột để ngay góc bên mình túc mình đó đó. Mà con này to kinh khủng thiệt, con này mình đúng sợ luôn á. Cuộc này hổ mèo ghê đi, chắc quá trời hổ mèo luôn. Bữa nay mình lại đem một bao lưới, mà lát nữa mình đi thăm còn mấy cái nữa ta, còn 4 cái nữa. Trời nó bự,
mà cái mặt con mắt nó lúc nào cũng nhầm 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 gì mình hết trơn á. Phun độc đó nha các bạn nha. Thôi mình để đây nha các bạn, để mình ít bữa nữa mình để cho nó đuối rồi mình bắt. Giờ nó mới vô nó khỏe quá, nó khỏe quá là nó phun nọc độc rất là xa nha các bạn, nguy hiểm lắm. Bữa nay mình không đem bao với lại cũng không có đem kiếm luôn, quá nguy hiểm. Tiếp tục nha các bạn. Tự nhiên đi thăm bẫy mà thấy cái ông bạn kia, ông bắt ông cái kiểu mà bá đạo rồi nhiều chuyện đứng lại coi. Để chiều nay mình lên cái clip đó cho các bạn. Hổ dện, lại hổ dện nữa các bạn. Trời ơi, xuống. Trời ơi, con này thì nhỏ, con này chắc chưa được ký 8-9 lạng à, mà sao nó nặng chứ ta. Trời ơi, đúng là niềm vui không làm ngăn cốt chuyện của mình mất tiêu. Hổ dện tiếp tục các bạn. Ông bạn đó ông bắt ấy hay ghê mà, đúng là bắt ông đó là mình chưa bắt bây giờ luôn. Con này vô lâu rồi mà nè, cái đầu nó trời giờ này. Con này chắc nó nhỏ chứ cỡ 1 kg rồi nè. Khu vực này dện hổ dện nó vàng các bạn nha, nó không như là ở khu vực kia là con dện đen các bạn nè. Nắng chói quá, bây giờ để mình bắt ra nha các bạn, có dện là mừng. Đang nói cái chuyện đó tự nhiên thấy con dện cái chúng con hổ dện cái quên mất tiêu luôn. Mê, có dện là mê. Ăn là thấy đã không bạn? Trời ơi, xuống. Có dện xuống. Quá đã. Bạn sướng không? Đó. Rồi, giờ đem bắt đây. Đâu, đó. Đó. Rồi, bắt ra nha bạn nha. Ông nó bắt, nói với tụi ông. Cứ có dện tự nhiên sướng, nó tới ong sao quên rồi. Ông đang bắt tụi ông là bằng cái nón nha các bạn nha. Dụ ong vô cái nón bắt, để chiều nay mình ra clip đó cho các bạn xem. Giờ cái clip này là mình chưa có ra, quên. Chắc mình ra cái clip ong trước, quên. Đúng bất cười. Bắt cái tụi ong mà mình không ngờ luôn. Con dện này chắc cũng gần ký các bạn. Được, thơm. Sao không có 5-6 kg thì lần thì bá. Nãy mình vô trong kia nó bị mất hết cái lòng nha các bạn, cái lòng bự, lòng khổng lồ luôn các bạn, ủng ghê luôn, cái lòng nó 1 mét các bạn. Đây bạn nè, con này chắc cũng nói 1 kg thì chắc không tới, chắc cỡ 8-9 lạng các bạn nè. Vậy cũng ngon đó các bạn nè, ha. Đó, thấy đã không các bạn nè. Sướng gì đâu. Đó, đã các bạn nè. Cứ có vợn là sướng. Đó, thấy không? Khu vực này là có vợn nhỏ thì đương nhiên sẽ có vợn to nha các bạn nha. Thôi để mình cho vô lòng nha các bạn. Quấn tay nè. Bữa trước là mình bẫy được mấy con vợn nó đen lắm, mà sao con vợn này nó trắng em biết nữa. Rồi. Nào. Ra nữa. Đây các bạn, đó, con dện đầu tiên các bạn nha. Hôm nay có dện đầu tiên là ngon rồi đó. Thôi, bây giờ mình ngưng lại để mình vô chuột mình đi tiếp tục nha các bạn. Này kiếm thêm con nữa là ấm luôn á. Tiếp tục nha các bạn. Thấy các bạn đồng nghiệp sao bẫy rắn nhiều ghê, mình là không có rồi. Trời ơi, tôi chiên chuột con đứng từ xa mà thấy con chuột nó chạy luôn các bạn. Đây ngon ghê luôn, một cái bờ kè không luôn á, mà không dính. Đây, chuột mình còn các bạn, 7 con luôn. Kỳ vậy ta. Êm ghê luôn lại không có. Thôi tiếp tục rồi. Ở đây khu vực này còn trái nữa là hết. Hết khu vực này các bạn. Bên kia mình còn 4 cái nữa. 5 cái nữa là hết rồi các bạn. Trong đây mình có 1 cái các bạn. Cái này là cái cuối khu vực này các bạn ơi. Không dính luôn các bạn ơi. Chuột con. Thôi, mình để mình đi lên khu vực kia còn 4 cái nữa là coi thử như thế nào các bạn nha. Trong đây mình còn 3 cái nữa nha các bạn. 3 cái nữa là kết thúc ngày thăm bẫy ngày hôm nay các bạn ơi. Dính 1 con nữa coi.
chín một con nữa nào. Trưa quá các bạn, giờ này chắc 12 giờ mấy. Bóng ngắn, lấp lóe lấp lóe. Con gì chết các bạn ơi. Thúi rình nè. Không, không phải chuột. Ờ chết là sao? Sình, sình thúi rồi. Vực này hổ mèo không, đâm ra mình cũng cẩn thận các bạn. Giống như chuột chết. Đâu rồi, chuột đâu ta? Chuột chết các bạn ơi, nằm đóng rồi. Rồi, để mình thả chuột các bạn. Đây mình còn cái, cá một cái nữa rồi. Chín một con cái. Cái này để cũng lâu lắm các bạn. Không dính luôn các bạn, chuột chết luôn, sao kỳ ta. Bó tay luôn á. Rồi còn cái nữa hết nữa. Cái này nó chết quỳ lại luôn. Chuột chết nó có lại luôn xong thôi. Chín con rồi. Khu vực này để lâu lắm rồi chưa dính đó. Mình chết chuột đó nha. Nó có mấy ngày đâu, 5-6 ngày với nhiêu đâu mà chết lum rồi. Rồi, dân hồ bờ bảy rồi. Chuột chết luôn các bạn, vô lý thiệt ta. Bãi này sao mà nó kéo đi xa dữ vậy. Chuột chết. Khu vực này ba con chết, ba con các bạn. Con này mới chết này, rồi chưa chết lắm. Mình thay cho các bạn.